ta phun qua một lần, một hai ngày sau là nó khô mặt và cái nó ngưng bệnh đi trong vòng khoảng từ 15 tới 20 ngày. Rồi sau đó thì bệnh nó mới bộc phát trở lại. Còn đối với lại bệnh vi khuẩn trái bìa lá thì chị phải quan sát cái vết bệnh đầu tiên là nó từ cái rìa lá nó lan vào. Thứ nhất là nó có thể là có màu xám mà cũng có thể là có màu vàng mà thậm chí là nó có thể có màu đỏ nha. Nhiều bà con gọi là tại sao lá lúa tôi đỏ, thì đó cũng là do một cái dạng của bệnh trái bìa lá nhưng mà nó thể hiện triệu chứng có màu đỏ. Thì khi mà phát hiện ra bệnh trái bìa lá mà sớm á, là lúc đó là ở trong ruộng chúng ta chỉ có một vài lõm là bắt đầu có bệnh. Từ đó nó mới lan ra cả ruộng. Thì bây giờ khi mình phát hiện ra một vài lõm có bệnh á, thì chị thứ nhất chị phun thuốc trị vi khuẩn cho khắp ruộng một lần. Rồi sau đó cứ khoảng là 5 ngày sau chị rải phun trở lại cái chỗ những cái lõm đó. Rồi chị cứ tiếp tục phun, có thể thay đổi cái loại thuốc trị vi khuẩn. Rồi chị tiếp tục chị phun cứ mỗi năm hoặc là 7 ngày phun một lần. Chặn đứng cái lõm đó lại để cho nó không có lan ra khắp ruộng của mình. Và cái lõm đó thì chỉ lõm nhỏ bằng tấm đệm thôi chứ không có gì. Thành ra thuốc không tốn bao nhiêu hết. Nhưng mà chị chặn đứng không cho nó lan ra ruộng của chị thì chị đỡ tốn tiền thuốc rất là nhiều. Còn nếu chị phát hiện ra muộn, nó lây ra cả ruộng, đối với bệnh trái bìa lá rất khó trị. Chúng ta phun thuốc, thuốc không thấm vô được trong cái mạch nhựa của cây lúa mà nó chỉ vô trong tế bào thôi. Nó chỉ giết được một số cái con vi khuẩn nằm ở tế bào, nhưng mà phần lớn con vi khuẩn là nó nằm ở trong mạch nhựa của cây lúa. Cho nên là thuốc không vào được để mà trị nó. Do đó là thuốc có hiệu quả là giết hết con vi khuẩn ngoài mặt để nó đừng có lây lan ra. Và nó giết những con vi khuẩn ở trong cái mô của chung quanh của cái mạch nhựa và làm chậm lại cái bệnh thôi, chứ còn nó không giết hết vi khuẩn. 7 ngày sau là bệnh có thể bộc phát trở lại, có thể lây lan tiếp nữa. Do đó là chúng ta cứ phun thuốc 5 ngày, 7 ngày phun một lần và phun liên tục như vậy rất là tốn kém nha. Thành ra chúng ta nên theo dõi ruộng để phát hiện ra bệnh sớm, từng lõm chúng ta giải quyết cái lõm nó triệt để thì nó sẽ không lan ra cả ruộng của chúng ta. Như vậy là chúng ta đỡ tốn thuốc nhiều nhất mà ít có hại cho môi trường nhất. Thì đó là số ý kiến cùng chị. Xin kính chào. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Và liên quan đến câu hỏi về bệnh đạo ôn và vi khuẩn trái bìa lá thì xin mời Thạc sĩ Lê Công Bằng sẽ cùng tư vấn cho anh Bùi Vân Ẩn ở chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Anh hỏi là Basu và Biomycin là hai loại thuốc có thành phần hoạt chất khác nhau nhưng cả hai đều có công dụng trị vi khuẩn trái bìa lá. Vậy giữa hai loại thuốc này có gì giống và khác nhau? Khi nào thì nên sử dụng Basu và khi nào thì nên sử dụng Biomycin? Và anh Nguyễn Minh Dũng ở Bạc Liêu có hỏi về đạo ôn. Anh hỏi là lúa 44 ngày bị đạo ôn nhưng chủ yếu là những chỗ lung. Xin hỏi là công ty Tân Thành có thuốc nào đặc trị hiệu quả bệnh đạo ôn không? Xin chào anh Ẩn. Thì câu hỏi của anh Ẩn nó đã ngụ ý về câu trả lời. Thứ nhất là cái Basu và cái Biomycin nó là hai loại thuốc có thành phần khác nhau thì có cái công dụng đặc trị vi khuẩn. Hỏi là khác nhau chỗ nào, giống cho nhau chỗ nào? Thì chỗ khác nhau đây là hai thành phần đều khác nhau. Thứ hai, giống nhau đặc trị vi khuẩn. Tại sao chúng tôi đưa hai sản phẩm này về đầy vào để mà phân phối thị trường? Tại vì với hai thành phần khác nhau này đã giúp cho anh lược sử dụng lưng phiên trên ruộng của anh, thì từ đó cái tình trạng kháng thuốc vi khuẩn chúng ta được hạn chế thì sẽ quản lý được tốt hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi đẩy ra hai cái sản phẩm này cùng một lúc để cho anh lưng phiên và sử dụng cho nó hiệu quả. Trả lời câu hỏi của anh Dũng, lúa anh đang bị đau ôn thì đặc trị thuốc gì để cho nó hiệu quả? Thì bắt đầu vụ xuân thì chúng tôi đã đưa ra sản phẩm đó là cái TT Take, hay chúng tôi là tắc kè hoặc bà con gọi là Take đều vẫn đúng. Thì sản phẩm này thì nãy tôi cũng chưa trình bày đó, có cái ba câu việc và đặc trị đau ôn thì rất tốt. Trong giai đoạn chúng ta nếu đau ôn chấm kim thì trong vòng 2 ngày thì vết bệnh chúng ta đã khô và hết. Tôi khuyên anh là nên tham khảo sử dụng thuốc này để cho anh cảm nhận hiệu quả. Xin chào. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn của thạc sĩ. Dạ, xin mời tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ trả lời cho anh Nguyễn Thanh Hùng ở thành phố Sóc Trăng. Anh hỏi là lúa Tây Nam đến ngày rước đồng nhưng lúa còn xanh, vậy tôi có cần bón phân đóng đồng hay là chỉ xịt thuốc? Thì chắc anh Hùng nãy giờ nghe cái vấn đề này cũng đã được thảo luận nhiều rồi.
tới cái thời điểm mà chúng ta cần bón phân đón đồng mà lúa của mình nó thể hiện cái màu xanh của nó vẫn còn đầy đủ dinh dưỡng thì nhất định là chúng ta không nên bón rồi. Nhưng mà đối với T5 thì thời gian sinh trưởng nó dài nên anh dành cái phân đó thế nào anh cũng phải có cái giảm giá về sau thì chắc rồi. Dạ, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim trả lời cho anh Nguyễn Hoàng Long ở Cái Bè, Tiền Giang. Anh hỏi là khi đầu vụ đậu ôn và sâu cuốn lá xuất hiện nhiều, tôi nên phun phòng khi nào? Không, Hoàng. Dạ, anh Nguyễn Văn Hoàng. Dạ. Thưa anh Hoàng, thưa bà con. Thì tôi nghĩ là bệnh đậu ôn cũng như là sâu cuốn lá là không cần phải phun ngừa. Đối với bệnh đạo ôn, khi nào chúng ta phát hiện ra có vết nâu nhỏ như đầu kim chấm lên lá lúa là lúc đó chúng ta nên phun thuốc nha. Ngoài ra thì trong cái tình trạng mà bà con mình xả dày quá như hiện nay đó thì thông thường là khoảng 15 ngày là tức là sau cái kỳ mà bón phân thứ nhất khoảng chừng lối 5 ngày là bệnh nó có thể nó xuất hiện. Còn nếu mà ruộng nào bà con xả thưa cỡ chừng 12-15 kg đó thì cho tới khoảng 22-25 ngày bệnh nó mới xuất hiện. Do đó anh biết cái khoảng thời điểm đó là anh ra anh quan sát để mà anh khi cần thì anh phun thuốc. Không cần thì mình phun ngừa thì nó uổng tiền. Có thể là đợt đó nó không có bệnh, thành ra là mình phun vậy là nó uổng một lần thuốc. Thành ra là chúng ta đợi khi mà phát hiện bệnh sớm chúng ta phun. Còn đối với sâu cuốn lá cũng vậy, chúng ta phải quan sát coi trên ruộng của mình sâu cuốn lá nó ở mức độ nào nha, nặng hay là nhẹ. Rồi chúng ta lưu ý là trước 30 ngày đối với lại cái giống lúa mà 90 ngày đó thì chúng ta cũng chưa cần phải phun thuốc. Và nếu sâu cuốn lá mà có mà ở khoảng sau 30 ngày đó mà mức độ nặng cỡ 1 mét vuông á, chừng 10 mấy con á, thì chừng đó chúng ta mới nghĩ tới cái chuyện mà phun thuốc, chứ không phải là phun ngừa. Phun ngừa là uổng lắm, phun ngừa chừng vài ngày sau là thuốc nó hết hiệu lực rồi, con bướm này khác bài tới nó đẻ trứng nó tiếp, nó vẫn gây hại. Thành ra là đối với sâu là khi mà phát hiện ra có sâu chúng ta mới phun nha. Rồi đó là một số ý kiến cùng anh. Tôi xin chào anh ạ. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Thưa Thạc sĩ Lê Công Bằng, xin Thạc sĩ tư vấn giúp anh Nguyễn Quốc Huy ở tỉnh Bạc Liêu. Anh hỏi là công ty có loại thuốc nào xịt ngừa trị 4 bệnh lúc làm đồng không? Phun Plasti lúc làm đồng có thể làm đồng to hay không? Xin chào anh Huy. Chắc anh nói 4 bệnh này thì tôi chắc hiểu nôm na có khoảng 3 bệnh rồi. Đó là lem lép hạt, đậu ôn và khu quằn. Còn bệnh kia thì không biết anh thư như nào. Và tuy nhiên anh hỏi là phun giai đoạn làm đồng. Thì tôi nghĩ là giai đoạn làm đồng anh không nên là phun, mà chúng ta quan sát và chúng ta trị thôi, tại giai đoạn này còn quá sớm. Còn là lát ti thì chúng ta phun làm đồng thì nó sẽ giúp cho đồng to, là với cơ chế là khi phun lát ti là thuốc điều hòa sinh trưởng, nó giúp cho kích thích sự phát triển của cây lúa diễn ra một cách mạnh mẽ hơn, trao đất tốt hơn, và từ đó giúp cho kích thích sự phân hóa giữa các hạt, các giá lúa chúng ta tạo nhiều hơn, thì lúc đó chúng ta góp phần tăng năng suất cho anh hơn. Còn nếu mà trường hợp 4 bệnh mà giai đoạn là chỗ lạc sạc thì công ty chúng tôi cũng khuyến cáo là sử dụng cái Chubica cộng lát ti trong giai đoạn này, mục đích giúp cho lúa chúng ta chỗ thoát nhanh và sạch bệnh. Thì cũng một số thông tin cung cấp của anh, tại vì tôi không biết 4 bệnh là bệnh gì chính xác. Dạ, cảm ơn Thạc sĩ. Và dạ, xin mời Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Mai Văn Vô ở Bạc Liêu. Anh hỏi là tôi làm giống 4900, bón phân đón đồng cũng giống ruộng kế bên, nhưng khi trổ thì ruộng tôi bị lá cờ dài hơn, vô chắc chậm hơn. Vậy xin hỏi nguyên nhân là gì? Thật ra cái tình trạng dinh dưỡng của một cái cây lúa ở tới cái giai đoạn chót như thế này đó, nghĩa là lúc trổ đó, thì nếu mà chỉ dựa vào cái vấn đề bón phân đón đồng anh cung cấp thông tin này thì có thể nói là rất khó đoán cái nguyên nhân. Nhưng mà qua cái triệu chứng, qua cái tình trạng mà anh nói như thế này thì tôi thấy rằng cái ruộng của anh cái dinh dưỡng nó tốt hơn cái ruộng kia rồi. Bị dinh dưỡng tốt hơn nên cái lá cờ nó cũng dài hơn, cái bông nó cũng dài và sau đó nó cũng chín chậm hơn, thì cái chuyện đó là do cái tình trạng dinh dưỡng. Nhưng mà nguyên nhân như thế nào thì có thể mật độ xạ, có thể cách quản lý nước, rồi sâu bệnh vân vân, có nhiều việc lắm. Thì anh cung cấp thông tin nên tôi không thể nào đoán được nguyên nhân gì nó dẫn tới cái đó. Dạ, xin cảm ơn Giáo sư. Dạ, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Văn Kim tư vấn cho anh Tăng Kim ở Long Phú, Sóc Trăng. Anh hỏi là vì sao hiện nay bệnh đậu ôn xuất hiện sớm và kéo dài đến làm đồng vẫn còn bội nhiễm,
do nấm bệnh kháng thuốc hay là do canh tác không đúng? Dạ, thưa anh Kim, thưa bà con, thì cái tình trạng của bà con mình hiện nay đó là chúng ta làm 3 vụ năm gần như là đại đa số ở đồng bằng sông Cửu Long. Có nghĩa là hết cái vụ này tới vụ kia. Mà trong một thời điểm á, chúng ta thấy là trên ruộng của chỗ này hoặc là chỗ kia lúc nào cũng còn lúa. Chỗ này vừa thu hoạch xong thì bên gần đó có chỗ gần thu hoạch và xa xa hơn nữa thì lúa còn đang đẻ nhánh. Thì như vậy là quanh năm suốt tháng đều có cây lúa hết. Và khi có cây lúa thì sâu bệnh nó sẽ tấn công lên và nó sống. Nó lên đáp lên cây lúa nó gây hại là để làm chi? Là để nó sinh sản. Thí dụ như vết bệnh mà nó tạo thành ra cái vết đạo ôn á, là một đêm thì nó có thể cho ra 1.000 tới 2.000 cái hạt mà nhỏ li ti mà nhà khoa học gọi là bào tử á. Cái hạt này nó sẽ bay trong gió và nó đáp qua cái ruộng khác. Và nếu mà có lúa thì tất cả những cái hạt 2.000 hạt này nó rớt lên, nó sinh ra 2.000 cái vết bệnh. Và sau đó là sinh ra không biết bao nhiêu là cả nấm bệnh. Do đó là ruộng lúa của mình khi mà trồng thì có lúa là có khả năng có bệnh gây hại. Mình đừng ngạc nhiên nữa. Và đó là do cái cách canh tác của mình. Rồi còn một cái yếu tố nữa là đề nghị anh và bà con cũng quan tâm. Đó là hiện nay chúng ta gặt đập liên hợp. Gần như hầu hết diện tích là đều dùng cái máy gặt đập liên hợp. Và khi mà gặt như vậy thì cái máy nó rải rơm ra khắp ruộng. Rơm đó bà con mình không xử lý gì được hết. Chỉ có cái dùi xuống thôi. Và khi mà dùi xuống ngập nước thì cái lượng rơm nó sinh ra cái chất độc. Bây giờ cái lượng rơm á nó sẽ cao hơn là cái năng suất của ruộng lúa. Thí dụ như ruộng lúa mình thu hoạch được 8 tấn là mình bỏ ra rơm với gốc rạ là hơn 8 tấn. Rồi thêm cái rễ bên dưới nữa, nó thúi thì nó làm cho thúi rễ. Mà cây lúa thúi rễ thì sẽ suy yếu, sẽ rất là dễ bị nhiễm bệnh, nhất là bệnh do vi khuẩn. Đó, như trên hình là cái rễ mà thúi đen như vậy, thì cái rễ đó là cái vết thương đầy hết. Còn vi khuẩn ở trong ruộng, mà trong nước ruộng mà có là nó chui vào trong rễ đó, nó gây ra thúi gốc. Nha. Thành ra do đó là chúng ta thấy vừa bệnh đạo ôn suốt từ đầu cho tới cuối, rồi thậm chí là sau khi mà làm đồng xong tới lúc trổ trở về sau cũng còn bệnh đạo ôn. Nha. Rồi thúi gốc do vi khuẩn, rồi cái bệnh trái bìa lá nó cũng làm có cơ hội để nó phát triển. Thành ra do đó là đây là do cái biện pháp canh tác của bà con của mình không phù hợp. Cho nên là chúng ta phải làm sao để cách ly như thế nào đó. Trong một năm chúng ta phải có một tháng mà không có lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Mà nếu được như vậy đó thì cái bệnh nó tới lúc đó là nó rớt xuống và nó chết. Như vậy là bắt đầu vụ lúa mới thì chúng ta không có bệnh. Chứ còn bây giờ hãy ra vụ lúa là có bệnh. Rồi thêm chuyện nữa, bà con mình bây giờ xả thì dày quá. Dày tới mức mà xả 4 ngày mà nhìn không thấy đất. Nghĩa là nó khích rịch. Như vậy thì làm sao mà bệnh nó không tấn công? Bệnh nó tấn công sớm hơn. Hồi trước kia thì bệnh đạo ôn là tới ruộng lúa của mình khoảng 22-25 ngày. Bây giờ mới 14-15 ngày là đã có bệnh đạo ôn rồi. Tất cả cái đó đều là do mình gây ra mà thôi. Xin kính chào anh. Xin cảm ơn phần tư vấn rất cụ thể của Phó Giáo sư. Và nhờ Thạc sĩ Lê Công Bằng tư vấn cho anh Lê Văn Vũ ở Đồng Tháp. Anh hỏi là theo quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của công ty Tân Thành Plasti phun trong một vụ lúa 4 lần thấy giảm lượng phân 20%, nếu phun thêm 2-3 lần nữa thì có giúp lúa tăng chiều cao và chống chọi sâu bệnh và chống đổ ngã hay không? Xin chào anh Vũ, chào bà con. Thì tôi xin khẳng định là không. Tại cái 4 lần này chúng tôi đã qua quá trình nghiên cứu rất lâu, rất nhiều rồi và đưa ra cái quy trình phù hợp cho bà con mình. Đừng có lạm dụng quá mà dẫn đến tình trạng là không tốt cho cái lúa anh. Xin chào. Dạ, mời giáo sư tiến sĩ bảo vệ tư vấn cho chị Nguyễn Thị Hoa ở Phú Ninh, Quảng Nam. Chị hỏi là chân ruộng bị phèn, nước chua, lúa ít phát triển, tôi nên xả nước ra hay là giữ nước lại hay là bón phân? Tôi rất vui nhận được một câu hỏi của một khán giả ở rất xa, ở ngoài Quảng Nam. Thì cô Hoa biết là nước chua đó là cái nước mà cái cây lúa không khoái rồi, mà trong cái nước chua lại có cái chất độc nữa.
nên cái chuyện là bây giờ giống như Hà Nam mà uống rượu vô bị độc chất thì phải xả bỏ, như vậy là phải cho nó ra bên ngoài rồi sau đó mình mới bón phân. Mà cái phân ở đây đó là tôi khuyến cáo là nên sử dụng cái lân á, nếu mà lân được cái lân DAP để mà cho nó kịp thời thì nó sẽ tốt cho cây lúa của mình. Dạ, xin cảm ơn phần tư vấn của giáo sư. Dạ, mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Văn Kim tư vấn cho anh Trần Thế Xuân ở Phú Tân, An Giang. Anh hỏi là lúa 6976 giai đoạn làm đồng có phải những dịch hại nào không thấy vết bệnh thì nên phun ngừa, còn những dịch hại nào mà thấy được thì phun trị? Tôi suy nghĩ như vậy có đúng hay không? Dạ, thưa anh Xuân, thì hai từ phun ngừa với phun trị là phun ngừa là khi cây lúa chưa có bệnh, còn phun trị là khi cây lúa có bệnh rồi chúng ta mới trị nha. Thành ra như vậy là không phải là không thấy vết bệnh là phun ngừa, không thấy vết bệnh mà mình phun thì có thể nói là mình phun ngừa tại vì nó chưa có bệnh, còn có cái bệnh rồi thì chúng ta phun thì gọi là phun trị, đúng vậy. Xin kính chào anh. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Thưa bà con nông dân, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi của bà con nông dân gọi đến nhưng chúng tôi không thể nào tư vấn được hết vì thời lượng dành cho chương trình có hạn nên xin được dừng phần tư vấn kỹ thuật tại đây. Nhưng bà con yên tâm nhé, tất cả những câu hỏi mà bà con đã gọi đến thì tổ tư vấn kỹ thuật của công ty Tân Thành sẽ gọi điện thoại để tư vấn trực tiếp với bà con trong vòng 48 giờ qua cái số điện thoại mà bà con đã gọi đến giao lưu cùng với chương trình. Và nếu như cần tìm hiểu các biện pháp kỹ thuật canh tác và bảo vệ đồng lúa, bà con hãy gọi về tổ tư vấn sức mạnh sinh học của công ty Tân Thành với số tổng đài 1800 1083 để được giải đáp. Thưa bà con nông dân, tiếp sau giai đoạn làm đồng thì sẽ đến giai đoạn trổ. Bà con cần chủ động phun ngừa bệnh do nấm và vi khuẩn. Vì thời điểm lúa trổ phát hiện bệnh thì đã thiệt hại, hãy chủng ngừa bệnh bằng Chubica. Chiết xuất từ thiên nhiên, an toàn môi trường. Chubica, Chubica chủng ngừa bệnh hại, đem nếp hạt, đào ôn cổ bông, khô vàng, trái bìa lá lúa. Chubica chủng ngừa bệnh hại. Kính thưa bà con nông dân, ít phút còn lại của chương trình thì biên tập viên Thanh Tuyền sẽ thay mặt ban thư ký để công bố danh sách 6 khán giả nhận được quà của đơn vị tài trợ. Xin mời chị Thanh Tuyền. Xin cảm ơn MC Ngọc Hương. Kính thưa bà con nông dân, không để bà con phải chờ đợi lâu, chúng tôi xin được công bố 6 nông dân có câu hỏi hay được nhận quà tặng trong chương trình hôm nay. Trước tiên là 3 nông dân có câu hỏi tình huống và ảnh hay với hình ảnh rõ nét sát với chủ đề của chương trình. Xin được chúc mừng 3 nông dân có tên sau đây: nông dân Trần Văn Ba ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, nông dân Lê Hoàng Việt ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, nông dân Trần Thanh Hùng ở tỉnh Sóc Trăng. Với rất nhiều câu hỏi tình huống và ảnh, ban thư ký cũng đã chọn ra. Với rất nhiều câu hỏi giao lưu trực tiếp qua tổng đài 0793526526, ban thư ký cũng đã chọn ra 3 nông dân có câu hỏi hay. Xin được chúc mừng nông dân Lê Văn Tèo ở tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 0162928 3808, nông dân Tăng Khiêm ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, số điện thoại 0793844780, và nông dân Quỳnh Thanh Sang ở huyện Ô Môn, Cần Thơ, số điện thoại 0939863686. Xin được quà tặng sẽ được công ty chuyển qua đường bưu điện đến bà con nông dân trong vòng 7 ngày. Xin lưu ý với bà con là hãy giữ số điện thoại liên lạc với chương trình để chúng tôi thuận tiện liên lạc lại. Phần công bố nông dân có câu hỏi hay xin được tạm dừng. Xin mời MC Ngọc Hương tiếp tục nội dung chương trình. Xin cảm ơn chị Thạch Tuyền. Thưa bà con nông dân, mong rằng sau gần 60 phút trao đổi thì chương trình Sức mạnh sinh học kỳ thứ 36 đã cung cấp cho bà con những thông tin bổ ích và có thể áp dụng vào đồng ruộng của mình mang lại hiệu quả. Nếu như bà con muốn xem lại chương trình này, bà con hãy đón theo dõi vào lúc 13 giờ 10 phút ngày mai, thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014 cũng trên kênh STV1. Và nếu như bà con muốn xem lại bất cứ lúc nào thì có thể vào website của Đài Phát thanh Truyền Sóc Trăng với địa chỉ là thst.vn. Và Ngọc Hương xin thông tin thêm với bà con là chương trình tọa đàm Sức mạnh sinh học lần thứ 37 sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2014 với chủ đề Đồng to trổ khỏe. Đây là chương trình mang tính chất tổng hợp nên hứa hẹn sẽ có rất là nhiều tiết mục hấp dẫn. Mời bà con nhớ đón theo dõi và tham gia giao lưu.
Và đến đây thì xin một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ, cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Kim, cảm ơn thạc sĩ Lê Công Bằng đã tham gia tư vấn cuộc chương trình. Và Ngọc Hương cũng rất cảm ơn quý khán giả và bà con nông dân đã quan tâm theo dõi và tham gia giao lưu cùng với chương trình. Xin chúc bà con nông dân thật nhiều sức khỏe để canh tác tốt trên đồng ruộng của mình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại bà con trong những kỳ sau.